Bác sĩ tiết lộ, cho một ít hạt đậu nành vào ruột ối, bệnh đau cổ vai gáy sẽ biến mất. Theo nghiên cứu của Đông y, dùng hạt đậu nành để làm ruột gối có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe. Chỉ sau 2 tuần, các bệnh về cổ vai gáy, đau đầu đều có sự cải thiện một cách bất ngờ. Một chiếc gối có thể cải thiện sức khỏe được hay không? Theo các nghiên cứu của Đông y, nếu chúng ta chú ý tận dụng giấc ngủ để dưỡng sinh thì cũng có thể mang lại nhiều tác dụng bất ngờ cho cơ thể. Điều này được nhóm bác sĩ gia đình trực tuyến ở Trung Quốc nghiên cứu và chứng minh tính hiệu quả tuyệt vời của nó. Bạn có thể duy trì cách dưỡng sinh để bảo vệ đốt sống cổ, chăm sóc huyết quản, mạch máu não, duy trì sức khỏe cho toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, nếu dùng một chiếc gối đúng cách, không chỉ cải thiện tình trạng sức khỏe của vùng cổ vai gáy, đầu mà còn có thể điều trị các bệnh phát sinh ở vùng này. Theo các bác sĩ, biện pháp làm gối bằng hạt đậu nành rất đơn giản. Chỉ cần mua một ít hạt đậu nành là có thể hoàn thành sản phẩm một cách dễ dàng. 1. Vì sao dùng đậu nành làm ruột gối mang đến hiệu quả thần kỳ như vậy? Khi bạn dùng hạt đậu nành để làm ruột gối, sau một đêm ngủ dài, hạt đậu liên tục massage cho vùng da đầu, vùng cổ gáy. Bộ phận cơ thể nào chạm vào hạt đậu đều có tác dụng trị liệu rất tốt. Bên cạnh đó, mỗi người đều có cách nằm kê gối khác nhau. Hạt đậu do có tính di chuyển nên có thể làm cho chiếc gối có độ cao thấp vừa vặn với đầu và cổ, từ đó mang lại tác dụng điều tiết độ cao của gối phù hợp nhất với cơ thể tự nhiên cho mỗi người. Điều này nếu nằm gối cứng hay gối bông đều không có tác dụng. Một chiếc gối có thể vừa massage, xoa bóp, vừa thay đổi độ cao, vừa có thể hút ẩm, lại điều hòa mạch máu. Hãy thử xem những tác dụng đó cùng lúc ảnh hưởng đến cơ thể sẽ tuyệt vời như thế nào. 2. Độ cứng và độ dẻo dai của hạt đậu nành tương tự như xương người. Nghiên cứu cho thấy, độ cứng và dẻo của xương người có sự tương đồng với hạt đậu. Vì thế, có tác dụng hỗ trợ vùng cong của xương cổ vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, khi nằm ngủ, mỗi cử động của cơ thể khiến hạt đậu di chuyển có tác động trực tiếp lên dây chằng, hỗ trợ điều chỉnh các rối loạn thần kinh vùng thân trên. Việc massage thường xuyên như vậy sẽ làm cho xương vùng cổ vai gáy giãn ra, phòng ngừa bệnh đau đầu rất tốt. Lâu dài sẽ ngăn ngừa được các chứng bệnh viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ và đau mỏi các dây chằng. 3. Chiếc gối giá rẻ có thể tái sử dụng, tác dụng đa dạng. Đậu nành hay đậu tương được bán khá phổ biến, giá cả không cao, bất kỳ ai cũng có thể mua được. Mặc dù có tác dụng massage rất tốt, nhưng giá gối tự làm lại không đắt như gối massage trên thị trường. Ngoài ra, khi sử dụng gối này, do rất thông khí và hút ẩm, nên sẽ giúp người sử dụng có được giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu và dễ ngủ hơn, cải thiện sức khỏe rất lớn thông qua việc ngủ đủ. 4. Cách làm một chiếc ruột gối không khó. Bạn có thể tự làm tại nhà, cũng có thể mang đồ ra hiệu may gần nhà để nhờ may. Mua từ 1,5 cho đến 2 cân hạt đậu nành khô. Chú ý là hạt đậu phải khô, nếu chưa khô thì bạn nên tự phơi để đảm bảo yêu cầu này. Nếu đậu không khô sẽ bị mọt hoặc mọc mầm, bốc mùi. Nếu phơi vẫn chưa đủ khô, bạn có thể rang hoặc sấy bằng lò. Tìm một miếng vải cốt tông mềm, chất liệu như vỏ gối bình thường bạn vẫn sử dụng, hoặc tận dụng vỏ gối có sẵn trong nhà. Chiều dài của vỏ gối nên khoảng 50cm, chiều rộng nên khoảng 20cm. May thành một chiếc túi ba mặt, còn một mặt để cho hạt đỗ vào rồi may, buộc kín lại, đảm bảo không để hạt đậu bị rơi lọt ra ngoài. Lưu ý là ruột gối không nên quá chặt, cần có khoảng không để cho hạt đậu có thể tự do di chuyển. Chiếc ruột gối này hoàn toàn có thể dùng chiếc gối có sẵn để tận dụng lại, tái sử dụng nhiều lần. Theo nghiên cứu khảo sát, người sử dụng cho thấy, sau khi bạn dùng chiếc gối này trong vòng 2 tuần là sẽ cảm nhận được kết quả. Không chỉ thoải mái thư giãn khi ngủ, mà bệnh về cổ vai gáy, đau đầu hay các bệnh ở vùng cơ thể mà gối tác động đến được đều có những cải biến rõ rệt. Càng về sau, bệnh sẽ giảm và dần biến mất. Tin hay không, bạn cần phải thử ít nhất 2 tuần. Một cách làm khác, bạn có thể tận dụng chiếc khăn tắm và làm các bước như sau. Đầu tiên, chuẩn bị 2 cân hạt đậu nành. Sau đó, gập khăn tắm, may thành hình chiếc túi. Dùng dây buộc một đầu túi lại, cho hạt đậu vào và buộc nốt đầu của túi còn lại.
buộc lỏng để đậu dễ di chuyển. Sử dụng gối này liên tục ít nhất 2 tuần mới cảm nhận được kết quả một cách rõ rệt. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.